đây là tòa nhà cao nhất nước mỹ tòa nhà này được xây sau khi hai tòa nhà thấp đôi của mỹ bị đánh ngã trong ngày 11 tháng 9 2001 và đây là hai cái móng của hai tòa nhà đó và hôm nay cường sẽ dẫn các bạn vào tham quan và cho các bạn coi bây giờ nó như thế nào nhé trước hết là tòa nhà cao nhất nước mỹ mắc hết 13 năm để xây các bạn nhé và chi phí để xây cái tòa nhà này là 3.9 tỷ đô la tòa nhà này gọi là one world trade center và nơi này bảo vệ rất là nghiêm khắc các bạn nhé đường đi thì sẽ có những cây sắt đưa lên như thế này xung quanh tòa nhà này và khu này luôn các bạn và luôn luôn là có bảo vệ quan sát nơi này đối với khách du lịch và người dân rất là an toàn các bạn. ok bây giờ mình vô công viên móng của hai tòa nhà tháp đôi như thế nào nhé sau khi hai tòa nhà đã mắc và thành phố này có nhiều dự kiến những tòa nhà mới xây lên miếng đất này nhưng cuối cùng và thành phố đã quyết định không xây những tòa nhà nào hết trên miếng đất này mà biến nó thành một cái công viên để cho mọi người có thể tới đây để tưởng niệm những người đã mắc như các bạn cũng thấy ở trên rất là nhiều cây cối và ai tới đây cũng được miễn phí và đây là móng của tòa nhà đầu tiên và các bạn để ý trên tảng đá bao quanh cái khu này khắc tên của những người đã mất trong tòa nhà này và hàng năm những người thân họ sẽ tới đây và họ sẽ để hoa lên những tượng đá này và bên trong là những thác nước nhân tạo nhìn rất là đẹp và có bạn nào sắp đi du lịch Mỹ thì nhớ phải ghé nơi này để tham quan một lần cho biết nhé. Và đây là móng tòa nhà thứ hai, xây dựng y chang móng thứ nhất các bạn nhé. Và giữa hai cái móng này sẽ có một tòa nhà bảo tàng trưng bày những cột sắt còn sót lại sau khi bị sụp đổ. Và khi các bạn vào đây thì các bạn sẽ tốn phí nhé. Một người khoảng 21 cho tới 33 đô và buổi sáng rất là đông người. Bây giờ gần 7 giờ rồi họ sắp đóng cửa cho nên ít người tới. Và cảnh bình minh mặt trời xuống rất là đẹp. Tha hồ cho các bạn tham quan và chụp hình. Và sát khu này cũng có khu mua sắm và vui chơi như tòa nhà trắng này phía sau mình. Các bạn vào đây mua sắm và ăn uống thoải mái có bạn nào tới đây chưa hoặc là muốn tới đây nhớ kham mình ở dưới cho cường biết với nhé cường còn nhớ lại khi tòa nhà này bị đánh lúc đó cường học lớp 7, lớp 8 gì đó cường vẫn còn trong trường và cô giáo đã bật tivi lên ai cũng hoảng sợ khi thấy tin này và thật sự lúc đó thì cường không biết chuyện gì đã xảy ra và từ ngày đó năm nào trong trường họ cũng tưởng nhớ tới ngày này và có bạn nào coi video này biết ngày này không nhớ kham mình ở dưới cho cường biết với nhé các bạn nhớ theo dõi kênh của cường để biết thêm về thông tin này mỹ nhé cảm ơn các bạn